Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Xanh. Các bạn thân mến, hiện nay thì có rất nhiều hãng TV liên tục tung ra những sản phẩm có màn hình lớn và đây được xem là thị hiếu mới để cuộc sống ngày càng phát triển hơn nữa. Thế nhưng vẫn có một lượng lớn khách hàng là những khách hàng lớn tuổi như là ông bà, cha mẹ của mình thì vẫn chưa quen với việc sử dụng những chiếc TV có quá nhiều công nghệ phức tạp, hay là đối với những bạn sống độc thân giống như Thu Hà vậy thì cũng chỉ cần một chiếc TV nhỏ gọn phù hợp đối với không gian của mình mà thôi. Chính vì thế mà ngày hôm nay Thu Hà sẽ được giới thiệu với các bạn một chiếc TV với kích thước màn hình nhỏ gọn này, hiện đại, màn hình HD đảm bảo là hình ảnh vẫn luôn sắc nét và hơn nữa là giá cả rất là hạt rẻ. Đó chính là chiếc TV đến từ thương hiệu TCL với mã sản phẩm là L32D3000. Ngay bây giờ hãy cùng theo dõi em đó nhé. Chiếc TV TCL này được ra mắt vào năm 2018, có kiểu dáng đơn giản, được thiết kế theo những dòng TV hiện nay khá mỏng, đường viền họa tiết bao quanh giảm sự đơn điệu cho TV. Phủ lên mình là tông màu đen lịch sự, không kém phần trẻ trung cho căn phòng của bạn. Chân đế của TV dạng chữ V chắc chắn giúp đứng vững trên nhiều bề mặt. Với thiết kế 32 inch, vì thế chiếc TV này sẽ phù hợp đối với những căn phòng có diện tích nhỏ. Ví dụ như là đối với những bạn sinh viên hay là nhân viên văn phòng sống một mình, những bạn kinh doanh nhà hàng khách sạn, hay đặc biệt hơn nữa, đó là những gia đình có không gian hạn hẹp thì đây quả là một sự lựa chọn hợp lý. Và do nó có kích thước nhỏ gọn cho nên khối lượng cũng rất là nhẹ thôi, chưa tới 4kg. Vì thế đối với những người phụ nữ trong gia đình cũng có thể dễ dàng mang vác nó để di chuyển khi mà cần thiết. Khi cần bật tắt TV thì chúng ta chỉ cần nhấn nút điều khiển có sẵn trên TV nằm ngay mặt dưới, bao gồm nút nguồn, tăng giảm âm lượng và nút chuyển kênh lên xuống. Thông thường khi mà sử dụng TV thì chúng ta rất là ít khi dùng những cái nút này, mà thay vào đó sẽ sử dụng một chiếc remote. Và đối với chiếc remote của TCL thì thiết kế gọn nhẹ, kiểu dáng sang trọng, có những nút bấm bằng cao su dễ dàng trong việc bấm. Và đặc biệt nếu mà các bạn để ý thì những nút bấm này rất là cơ bản thôi, chỉ bao gồm những nút bấm bằng số này, những nút bấm tăng giảm âm lượng hay là chuyển kênh. Chính vì thế ngay cả những người lớn tuổi trong gia đình vẫn có thể dễ dàng sử dụng để có thể theo dõi những kênh truyền hình yêu thích. Chúng ta vừa điểm qua những ưu điểm của chiếc TV này về ngoại hình, vậy còn TCL đã trang bị những tính năng gì về công nghệ bên trong? Theo Hà cảm nhận thì chiếc TV này có hình ảnh khá là sắc nét nhờ vào màn hình 32 inch độ phân giải HD. Và giờ đây thì hãng lại trang bị thêm rất nhiều công nghệ đặc sắc khác nữa về hình ảnh. Chính vì thế mà khi các bạn xem phim hay là coi tin tức thì hình ảnh sẽ sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Nhờ vào công nghệ True Color cho dải màu rộng, màu sắc sống động rực rỡ, công nghệ ánh sáng tự nhiên thế hệ 2 giúp hình ảnh thể hiện gần giống với tự nhiên, cho hình ảnh chân thực hơn, đặc biệt là hạn chế tình trạng mỏi mắt khi xem TV. Bên cạnh hình ảnh sắc nét sống động thì chúng ta cũng không thể nào bỏ qua được công nghệ âm thanh Dolby, đi kèm với đó là công nghệ âm thanh DDAS. Hai công nghệ này giúp nâng cao chất lượng âm thanh mạnh mẽ và sống động hơn. Đồng thời kết hợp với công suất loa là 10W sẽ mang đến âm thanh rõ ràng, mạnh mẽ, vang dội. Bạn sẽ được thưởng thức âm thanh chân thật từ những bộ phim hành động, những bản nhạc thư giãn sau một ngày làm việc. Thêm một điểm cộng nữa khi mà các bạn sở hữu chiếc TV này, đó là các bạn sẽ được theo dõi thêm thật nhiều kênh truyền hình kỹ thuật số chất lượng hoàn toàn miễn phí nhờ vào việc tích hợp đầu thu DVB-T2 trong chiếc TV này. Khi các bạn mua TV về thì chỉ việc là gắn thêm một chiếc anten ở phía cổng sau của TV là có thể theo dõi thật là nhiều kênh truyền hình hấp dẫn và thú vị khác nữa. Ngoài những tính năng nổi bật như trên thì chiếc TV TCL 32 inch L32D3000 này còn được tích hợp những cổng kết nối cơ bản như là cổng Composite giúp phát hình ảnh cho các thiết bị đầu đĩa, đầu thu của camera. Cổng HDMI giúp phát hình ảnh từ laptop lên màn hình TV 32 inch. Cổng xuất âm thanh 3.5 giúp chia âm thanh từ TV xuống các dàn loa bên ngoài cho trải nghiệm âm thanh tốt hơn. Cổng USB giúp phát những hình ảnh, âm thanh, video trong USB lên màn hình để xem phim, nghe nhạc nói riêng và giải trí nói chung. Bây giờ các bạn hãy cùng điểm lại những ưu điểm của chiếc TV này nhé. Độ phân giải HD sắc nét trên màn hình TV 32 inch. Công nghệ True Color mang đến hình ảnh rõ nét, chân thật hơn bao giờ hết. Công nghệ âm thanh Dolby và DDAS đi kèm công suất loa 10W mang đến âm thanh rõ nét, mạnh mẽ, vang dội. Tích hợp tính năng DVB-T2 giúp xem nhiều kênh truyền hình miễn phí mà không cần mua thêm đồ thu. Hỗ trợ nhiều cổng kết nối như là HDMI, USB, jack 3.5mm giúp kết nối với nhiều thiết bị khác. Sau khi theo dõi xong đoạn video clip này, Thu Hà tin chắc là đây sẽ là sự lựa chọn phù hợp đối với những vị khách hàng lớn tuổi như là ông bà, cha mẹ của mình, không quen với việc sử dụng những chiếc TV có quá nhiều chức năng phức tạp, hay là những người kinh doanh khách sạn thì đây cũng sẽ là một sản phẩm rất là hợp lý.
Chiếc TV này có mức giá cực kỳ hạt rẻ thôi. Hiện tại mức giá vào thời điểm là tháng 7 năm 2018 chỉ có 3.590.000 đồng mà thôi. Và ngoài ra, tại Điện Máy Xanh còn có rất nhiều chương trình hỗ trợ trợ cấp tái xuất rất là hấp dẫn nữa. Các bạn hãy cùng nhanh tay truy cập vào website điệnmaysanh.com, hoặc cách thứ hai là nhấc điện thoại lên gọi vào tổng đài 1800 1061 để được đặt hàng, giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên là hãy like và subscribe kênh YouTube của Điện Máy Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại.